Thân ái kính chào quý vị. Thì các bạn cho thấy là bạn Sơn trường Cao đẳng Cao Thắng thì tốt nghiệp rồi, cho nên là đang lớp cho cái lửa cho rửa lại nhiệt quý vị. Thì nguyên tắc thì chúng ta sẽ lớp từ né qua bên đây quý vị, còn cái lưng qua đây lật cái lưng qua bên đây cho anh ta. Thằng Duy làm đẹp kia, thằng Sơn làm đẹp đây. Đúng rồi, cứ đúp đúp đôi nha, đúp có nghĩa là out với in, out với in đi mến. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ lúp cái chân đó thì cặp đôi nó đi như vậy đó. Anh làm cái chân đó, đưa cái chân đó sang. Ok, nếu hôm nay có một chân mình chết. Giờ nhiều dây lắm nghe nè. Không biết đâu. Có cho mặt phê nó bỏ luôn. Anh dạy em có hiểu không ta? Rồi, đồng thời này tôi lúp lên luôn tiếp những thường hở của rồi lại ký nha. Rồi lát nữa là làm xong rồi anh phân tích cái mặt ra tại sao phải như vậy. Được không? Chúng ta thử rồi lại ký mặt ở ngoài để em hiện để hiểu được nguyên lý. Học là hiểu rồi sâu. Ủa lúp nguồn là lúp nguồn đó làm gì? Lấy đó lúp vô lửa vô chân A1. À. Hiểu chưa? Cắt một đoạn ra. Dầm lên, dầm lên. Ừ, dầm lên. Tại vì biết sao không? Lát nữa là từ cuối nó đẩy thẳng tín hiệu vô. Được không? Dạ. Ừ, một cái men nữa nó kẹp vô luôn, nghe cho nó luôn. Rồi, rồi, trên đó đi để đem cái này. Đúng rồi, nó tiện tay. Xuống dưới, lên lên trên đi. Dạ. A1 lên 95 và 96 thì tùy đến nhau mà. Em muốn lựa chọn con nào, cái đầu cái đuôi gì cũng được, đúng chưa? Thì quy định thôi đúng không? Đúng rồi, mình quy định. Nhưng nguyên tắc thì mình lấy là 95 đi vào 96 đi ra thì hay. Lớp nào anh? Hả? Xong rồi. Xong rồi chưa? Chưa đâu. Bây giờ lớp đèn. Lớp từng dưới thở rồi nè. Rồi, dây màu đen rồi. Nè, sai lầm chưa? Tháo cái này ra. Các cái này ra đi, đi ra. Đi chỗ giữa lên. Đi chỗ giữa này cho lên, tại vì có dây ở đây. Anh mới vừa chỉ xong, tháo ra. Tháo đồ ra liền ra đây, cắt lại. Các bạn sẽ thấy cái lỗi nè. Thì mình sẽ chỉ luôn cái lỗi là các bạn sẽ làm cái tủ nó không đẹp. Đó là cái sợi dây màu đen này nó đi ngay chỗ của nút dẫn thẳng nằm ở chính giữa. Rồi em tháo cái đó ra đi Quy. Cắt. Cắt đầu cốt luôn ngay chỗ đó đi rồi làm lại. Rồi. Cắt bấm đầu cốt lại ngay chỗ kia luôn. Anh nói hồi nãy chập dây đi theo. Đúng chưa? Em thấy dây của bạn ấy dùng hơn không? Dây của bạn bằng phát quên bằng phút thì nó dài hơn đúng không Phúc? Dạ. Đúng rồi đó, theo đường đó đó đó, nó ngay cái tay bạn gái đó mình cầm đó, đúng rồi thì theo phương, tại vì em còn nút chân thẳng nhưng nguồn xuống nữa được không em? Rồi cắt nó ra đi, sửa lại bấm cốt lại cho nó làm tủ đi bán mà. Nóng mày, hình như máy lạnh này nó không lạnh nóng sao không? Dạ được không? Hả? Được rồi. Anh nóng quá. Do anh mập quá. Em thấy cũng nóng nữa nè. Lên A1. Rồi, thẳng chưa? Chọc đây luôn. Đúng rồi. Ê, lấy dây màu đỏ vô cưng. Cưng đừng có chơi anh hồi nãy anh dặn thì sao? Tại vì khách hàng không phải là ai cứ là người biết kỹ thuật hết. Được không? Cho nên là mình ở sau đó là à, chú ơi hay là anh đưa anh bóc cái sợi dây màu đỏ, anh kiểm tra dây màu đỏ cho em. Gọi qua Zalo chỉ một phát là người ta biết liền, hiểu không? Cái quy ước là do mình đặt ra, làm sao đó để cho mọi người sử dụng, mọi người dễ nhớ nhất là chúng ta thử. Đúng rồi. Cái này á, anh nói là cái hình tròn như vậy. Nếu em chia nhỏ tỷ lệ nó ra thì nó là đường thẳng. Được chưa?
Cho nên anh chia nhỏ việc ra để các em quan sát lẫn nhau. Ăn thua là yếu tố của người lãnh đạo rất là quan trọng. Đúng rồi, em cắt con rồi lại ký này đi qua tiếp điểm thường hở rồi lại ký kia hết cho anh. Tiếp điểm thường hở nó nằm phía trên á, hai cái phía trên đó là tiếp điểm thường hở. Hồi nãy thử rồi lại kiến nó đúng chân chưa? Đó, tiếp điểm thường hở nào không được. Xe cũng có hai chai spin rồi. Em đi bơi có đi bơi thắng độ rồi. Ăn nhậu à? Hả? Chiều nhậu. Đúng rồi, vẽ lên. Đúng rồi. Thấy nó chỉ sắp đi về đây, chỉ làm đi ra đây. Thôi thôi em. Nhưng mà em lặt cái đầu bấm cốt cho nó xuống dưới cho nó đẹp. Hồi nãy giờ lặt cái đầu lên nó xấu. Đó, đúng rồi. Em lặt lại hết từng cái đường đinh cho anh đi. Đúng chưa, ai mà không thích đẹp. Được không? Anh còn thích lấy lý giá kỳ đẹp nữa. Đúng không? Ừ. Nói lời, lời nói của em làm anh sướng lắm. Sướng. Ừ, khoái lắm. Phải là mình có một NO, có phá trái, có phải của này nè. Dễ nha, mình cộng này, liên cộng cộng này. NO này thấy không, NC này. Anh nghĩ là thiếu đồ không xong. Bây giờ chạy lên dân sinh đi mua đầu cốt. Căng lắm bên này chú Nhật. Thứ hai đó. Ôi chị mát anh này màu quá. Mát à, mát vô cấp nguồn này 78 cũng được. Đúng nguồn rồi lai kiến là 27 không vậy? Mến. Dạ. Em cấp thử qua em lấy lửa ra ngoài em cấp một con qua thử đúng cái con rồi lai kiến đúng vậy không? Em lấy một cái đế đây này còn nè. Đây nè, còn rồi lai kiến đang mua 20 con rồi. Đây kiểm tra nó đấu vô đúng không? Tháo ra tôi vô nó mệt lắm. Để đọc với người biết liền cái gì. Trời, tiếng bữa qua mua cục trong cái thùng này, trong cái gỗ à. Rồi, thấy hình như đây á. Chắc chắn là chân nguồn là chân này nè. Chân 78 đúng rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà chân 78 mình qua thử trong đế nó chân nào, bây giờ nó đưa lộn cái đế này thấy không? Mấy cái con hàng này nó bán ẩu ghê thiệt. Rồi, hai đứa dưới này để trên. Hai ông dưới à? Đúng không? Hai dưới đúng không? Dạ. Rồi cấp đi cho nó chắc cú này, nè. Lấy nguồn thẳng nó chịch nó một phát thôi, thử nó xem sao. 78 dưới. Đẹp Nguyên Sơn nha. Đẹp mà mướt, thấy còn ngọc như ngọc trinh với ly giá kỳ. Ừ. Phải phỏng. Mình nhìn cái mặt coi khán giả nhìn mày tới đây. Ngồi. Hả? Khán giả nhìn cái gà mặt lâu mà nhìn sao được anh? Mến rồi, bữa nay mình dẫn bạn gái đi theo đó, nổi tiếng rồi. Là ai sau này ai nhỏ này dám thương nữa anh kỳ. Dạ, đây là bỏ luôn. Bỏ luôn. Nhiều người dòng ngó. Nói gì chứ con gái trên mạng biết luôn trốn luôn. Em hôm qua mới ban quốc hành thôi mà công an nó vô là một nốt nhạc phê phổi đụng rồi mới biết cái này lòng mình lòng nhạc cho nó hay em ha, cái phim lòng nhạc ha. Thấy vậy cho lấy một lát nữa, một núi dây liền em. Chào mừng vui như là nhà em á. Đây là
mở hai đầu ra, mở hai đầu đầu cuộn dây á, mở đầu dây ra mình lôi nó dài ra cắt đi sợ gì. Mày game bắt đầu à? Mua rồi. Ô thắng lên sau lưng em có không? Nguồn thì lũ cũ. Mà bảo là quy là hỏi là anh ơi, em lấy nguồn ở đâu? Em lấy được ngay cái miệng này nè. Đây nè, này nguồn nè, cho mấy nguồn nè. Đánh tiền nhỉ? Thấy khác không? Thấy khác làm đủ thực hành không? Hả? À, tụi bay thực hành thôi lười. Anh đây là trả tiền là bị anh chửi nha. Trời ơi, chửi mới khôn được. Cứ chửi mà phải mặt phải tươi cười. Đó. Thế thôi, ai chửi em này mặt em cười tươi cười không? Ghê quá hả? Sao vậy? Thế chứ bộ em đâu mặt lần rồi. Rồi, chung nha. Rồi, bây giờ em đốc từ nút nhấn khẩn đi xuống. Em nhấn khẩn em lấy đầu nào cũng được. Ai chửi em đâu cũng không giờ. Lấy da màu đỏ nha. Dạ. Da màu đỏ. Có nghĩa là nút nhấn khẩn này nè. Là mình sẽ lấy từ cái bộ bảo vệ mắt pha đi ra. Nhưng mà giờ em đốc đây. Em có phân thẳng ở đây. Nha. Phần thẳng hai bên luôn, có nghĩa là đất đầy nè. Đất qua đây là đất qua đây, đất qua đây. Từ chỗ này ra. Ok, đúng không? Để một mực không? Đúng rồi. Em mới đi theo cái phương thẳng trước. Được không? Xong dây dương mình đất về. Đúng không? Tại vì bó một đoạn ngay cái này em đưa ra tỷ lệ giống như thằng này. Từ thằng này em đất qua đường này. Chính này chính phải ngàn. Một ngàn đường này luôn. Đơn hết cả hai rồi. Trên, trên, từ đây. Vô đây, qua đây. Đáng lẽ là bỏ một chân để sau này người ta gỡ ra. Nhưng cái đoạn đó không được cắt, không được cập cập trong ngày. Lý do là để sau này người ta muốn chuyển qua tự động thì người ta bỏ pha vô. Được không? Nấu cái này là hết luôn rồi. Đúng rồi. Được không? Cắt lỡ lại. Đúp nó đi. Có nghĩa là từ thằng này nè. Xuống đây. Rồi kẹp đây, đi qua đây, kẹp đây, đi qua đây. Kẹp đây, đi qua đây, kẹp đây, đi qua đây, kẹp đây, đi qua đây. Được không? Rồi nếu như em muốn lấy cái chỗ này nữa, em kẹp xuống đây, em đi ra đây, em đứt qua đây. Em đứt qua đây. Tức lấy nó là... Nếu mà một cọng này nó ngắn quá thì nó là khó chịu. Không, một cọng ngắn thôi. Đứt đây, từ đây đứt qua, đứt qua. À, nếu mà làm để vậy thì cho sau này ta chuyển qua. Đúng rồi, người ta chuyển, đúng rồi, người ta muốn luôn phiên cho dễ. Cứ lúc từng cái đi với nhau đi. Đúng rồi, người ta tách chơi nó dễ. Đúng rồi. Ý là mình tính sau này cho người ta đó, tại vì ông chú này ông làm đầm tôm cho nên là nhiều lúc bỏ thêm bơi vô cho nó khó phức tạp. 96 lên A1. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ha.